Thưa quý vị và các bạn, hướng tới mục tiêu trở thành nhà cung cấp dịch vụ sàn giao dịch bất động sản trên không gian số, dành riêng cho các sàn giao dịch bất động sản truyền thống và chủ đầu tư. Công ty cổ phần tập đoàn Mayland đã nghiên cứu và cho ra đời ứng dụng MayCRM, công cụ đắc lực giúp nhà môi giới quản lý thông tin bất động sản, kết nối với khách hàng và tới các nhà môi giới khác. Để đáp ứng và giải quyết toàn bộ nhu cầu của nhà môi giới, ứng dụng MayCRM được các chuyên gia của Mayland nghiên cứu áp dụng những thành tựu của công nghệ 4.0 nổi bật như AI, Big Data, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, Cloud Computing, điện toán đám mây và các nền tảng công nghệ bảo vệ dữ liệu người dùng SSO. Trong đó, đắt giá nhất phải kể đến việc sử dụng AI, Big Data hỗ trợ so khớp nhu cầu của khách hàng với độ chính xác cao. Nhờ AI, MayCRM trở thành trợ lý ảo giúp nhà môi giới, các sàn và chủ đầu tư thực hiện hoàn hảo các công việc lưu trữ, phân loại nguồn hàng, khách hàng. Qua đó, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí vận hành, nâng cao hiệu quả công việc. Doanh nghiệp chúng tôi là doanh nghiệp chuyên thiết kế những cái giải pháp liên quan đến công nghệ dành cho bất động sản. Chính vì thế khi mà phát triển sản phẩm thì chúng tôi luôn ưu tiên những cái công nghệ mới nhất và ưu việt nhất để cho sản phẩm của chúng tôi được hoạt động ổn định nhất. Một số những cái công nghệ nổi bật như chúng tôi áp dụng về mô hình microservice cho sản phẩm, hỗ trợ cho cái việc đó là triển khai và mở rộng sản phẩm. Mô hình liên quan đến cloud server thì chúng tôi tận dụng những cái hạ tầng nhất thế giới hiện tại đang sử dụng. Một trong ba đơn vị lớn nhất đó là Amazon Web Service để có thể là triển khai những cái data dữ liệu của khách hàng lên hệ thống, tăng tính bảo mật và tính sẵn sàng của hệ thống. Theo đại diện công ty cổ phần tập đoàn Mayland, sứ mệnh của MayCRM là trở thành công cụ mang đến hiệu quả trong quản lý khách hàng, nguồn hàng dành cho nhà môi giới, sàn giao dịch bất động sản và chủ đầu tư. Không chỉ vậy, MayCRM được kỳ vọng sẽ giúp thay đổi thói quen làm việc của nhà môi giới truyền thống thành nhà môi giới công nghệ số 4.0. Hiện tại thì chúng tôi đang tiếp tục số hóa nghiệp vụ của chủ đầu tư và chủ sàn trong cái phiên bản ra mắt mới. Các giải pháp này giúp cho các chủ đầu tư và chủ sàn có thể tối ưu hóa được nguồn lực, giảm cái nguồn lực để vận hành cho dự án. Thứ hai là có thể tiếp tục là rút ngắn thời gian thanh khoản bằng việc là trực quan hóa bảng hàng, hiển thị các cái thông tin chi tiết cũng như là trạng thái của từng bất động sản, giúp cho người mua bất động sản dễ dàng xem và ra quyết định. Sau gần 2 năm ra mắt, MayCRM đã được nhiều tổ chức, doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực bất động sản tin dùng như Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhà phố Việt Nam, Công ty Cổ phần Bất động sản VLand Quốc tế. Ứng dụng đang được liên kết, tích hợp với những sản phẩm khác trong hệ sinh thái các sản phẩm Mayland nhằm mang lại trải nghiệm tối ưu cho khách hàng và cung cấp giải pháp toàn diện nhằm giải quyết những khó khăn của lĩnh vực bất động sản và đưa các sản phẩm công nghệ số ra thị trường Đông Nam Á. Với các ưu điểm và tính năng vượt trội, ứng dụng MayCRM đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá như Giải thưởng Việt Nam Digital Award 2021 và mới đây nhất là Giải thưởng Sao Khuê năm 2023.